Quý vị và các bạn đang xem bản tin dự báo thời tiết trên kênh Mr Tien. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết cả nước trong ngày hôm nay đang khá đẹp. Tại Bắc Bộ nằm sau đóng khối không khí lạnh rắc và khô, các tỉnh miền Bắc không có nơi nào có mưa. Cùng với đó là một mức nhiệt rắc khá là dễ chịu, từ 15 đến 16 độ ở vùng núi và Trung Du. Còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ từ 17 đến 18 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn có cường độ ổn định. Trưa và chiều, trời giảm mây và hứng nắng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu Bắc Bộ lên mức từ 22 đến 25 độ. Chỉ riêng khu vực ở các tỉnh Tây Trâu, Điện Biên, trời có nắng sớm hơn nên nhiệt độ cao từ 26 đến 27 độ. Thời tiết không mưa, tạnh ráo và có nắng. Dưới tác động của khối không khí lạnh trong đêm nay, nhiều nơi ở miền Trung vẫn còn có mưa nhỏ rải rác. Cùng với đó, nhiệt độ cũng giảm đáng kể. Dọc từ các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng đang thấp dưới mức 20 độ. Trong ngày hôm nay, khối không khí lạnh bước vào giai đoạn ổn định, vì thế tương tác của gió đông bắc với sườn đón gió của dãy Trường Sơn vẫn còn nhưng sẽ giảm dần. Khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Quảng Ngãi, buổi sáng trời vẫn nhiều mây. Đến trưa và chiều nay, miền Trung chỉ còn mưa một vài nơi. Tại khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh, nhiệt độ từ 21 đến 23 độ, trời rất khô cả ngày. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ từ 23 đến 24 độ. Các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cao từ 25 đến 26 độ. Trong khi ở các tỉnh thành phố từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nằm ngoài vùng tác động của khối không khí lạnh nên không có mưa. Trời nắng sớm, nhiệt độ ngày cao từ 28 đến 31 độ, trời mát mẻ. Khu vực có thời tiết ổn định và nắng nhiều nhất trong ngày hôm nay vẫn là các tỉnh phía Nam, với mức nhiệt ở vùng cao Tây Nguyên phổ biến từ 30 đến 33 độ, có nơi cao hơn. Còn ở Nam Bộ, nắng nóng ở trên 35 độ sẽ có xu hướng gia tăng, nhưng chủ yếu tập trung ở khu vực miền Đông. Còn ở khu vực của miền Tây thì nhiệt độ phổ biến ở mức từ 33 đến 34 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa tiếp tục có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Trong khi đó, ở khu vực phía nam của Biển Đông trở vào đến Cà Mau, ở vùng biển phía tây huyện đảo Trường Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 lên cấp 8 biển động, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét.